Thưa quý vị, thưa anh chị em trong Chúa Kitô, hôm nay tôi đứng trước quý vị để suy tư về một khía cạnh thiết yếu của đức tin chúng ta. Một khía cạnh đúng theo quan điểm Công giáo, đòi hỏi phải có trí khôn để hiểu được Thiên Chúa. Là tín đồ, chúng ta được kêu gọi tìm kiếm kiến thức và sự hiểu biết. Và khi làm như vậy, chúng ta đến gần đấng toàn năng hơn. Trong sách Châm Ngôn, chúng ta tìm thấy những lời này: kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan, và biết đấng thánh là sự thông sáng. Câu này nhắc nhở chúng ta rằng sự khôn ngoan thật bắt đầu bằng việc nhận biết lòng tôn kính của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Chính nhờ sự tôn kính này, sự sợ hãi và kính trọng đối với thần thánh mà chúng ta bắt đầu hành trình hướng tới việc hiểu được đường lối và chân lý của Chúa. Truyền thống Công giáo của chúng ta dạy chúng ta rằng Thượng Đế, trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, đã bày tỏ chính Ngài cho nhân loại qua Kinh Thánh, những lời dạy của giáo hội và cuộc đời của Chúa Giêsu Christ, con Ngài. Chúng ta được ban cho món quà về lý trí và trí tuệ, cho phép chúng ta tham gia vào những điều mặc khải thiêng liêng này để chiêm ngưỡng những mầu nhiệm của đức tin và tìm kiếm sự hiểu biết. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng tâm trí hữu hạn của chúng ta không thể hiểu hết chiều sâu và tầm quan trọng của sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tiếp cận việc theo đuổi sự khôn ngoan với sự khiêm tốn, nhận ra rằng sự hiểu biết của chúng ta còn hạn chế. Như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta trong một Cô-rinh-tô 13:12, hiện nay chúng ta chỉ thấy hình ảnh phản chiếu như trong một tấm gương, sau đó chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Bây giờ tôi biết một phần, sau đó tôi sẽ biết đầy đủ, ngay cả khi tôi được biết đến đầy đủ. Để trau dồi sự khôn ngoan, chúng ta phải nuôi dưỡng mối quan hệ với Chúa qua cầu nguyện, các bí tích và nghiên cứu Kinh Thánh. Chúng ta cũng nên dựa vào kho tàng phong phú của truyền thống Công giáo, học hỏi từ những hiểu biết sâu sắc của các thánh và các nhà thần học, những người đã tìm cách đào sâu sự hiểu biết của họ về Thiên Chúa trong suốt nhiều thế kỷ. Sự khôn ngoan bao hàm nhiều điều hơn là kiến thức đơn thuần. Nó bao gồm sự phân biệt và áp dụng các lẽ thật thiêng liêng trong cuộc sống của chúng ta. Là người Công giáo, chúng ta được mời gọi gắn kết đức tin với hành động của mình, sống phù hợp với sự khôn ngoan mà chúng ta đã đạt được. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố trong Ma-thi-ơ 7:24, vậy, hễ ai nghe những lời ta nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà mình trên đá. Hơn nữa, trí tuệ thúc đẩy chúng ta tiếp cận người khác bằng tình yêu và lòng trắc ẩn, nhận ra phẩm giá vốn có của mỗi người.
trong những tương tác của chúng ta với đồng loại, chúng ta được kêu gọi thể hiện sự khôn ngoan của Thiên Chúa qua lòng tốt, sự hiểu biết và sự tha thứ. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin ơn khôn ngoan, khả năng nhận ra thánh ý Thiên Chúa và hiểu biết đường lối của Ngài. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đấng dẫn đưa chúng con vào chân lý toàn vẹn. Và khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đức tin của mình, ước gì việc theo đuổi sự khôn ngoan của chúng ta sẽ kéo chúng ta đến gần hơn với trái tim của Thượng Đế yêu thương của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.